Chào mừng các bác và anh em đã quay trở lại với kênh JK Audio âm thanh số. Anh em sẽ để cặp loa G4000 ở bên dưới nền nhà để các anh em hình dung được luôn cái chiều cao của nó. Nếu trường hợp mà chúng ta không để lên kệ thì cứ để dưới nền. Và chiều cao của con này thì chính xác của nó là từ dưới đáy lên là 115 cm, chiều ngang rộng của nó là 36 và sâu 30. Riêng phiên bản này là phiên bản màu đỏ vân gỗ rất là đẹp ạ, sang trọng. Nó cũng phù hợp vào cái dịp tới đây là Noel cũng như là về cuối năm chúng ta đón xuân. Và đặc biệt em đang mở những cái giai điệu nhạc xuân đây ạ. Cặp loa này hiện tại đang có giá bán là 9 triệu đồng. Okay. Tiếp đến thì thiết bị thứ hai trong cái cấu hình combo này thì em sử dụng một chiếc đẩy D50S. Một chiếc đẩy D50S là chiếc đẩy liền vang công nghệ mới nhất hiện nay. Cái đẩy D50S này cho ra công suất là max 1000W. Các em thấy đặc biệt là em đang ghép thêm vang không? Bởi vì đơn hàng này là bác đấy lựa chọn cho mình một cấu hình combo gồm đẩy D50S và bộ mic khuyến mại VK49 và cặp loa là tổng là 19.500.000 đồng. Và anh có lấy thêm cho mình con một chiếc vang số chỉnh cơ T9 để về để tặng cho em trai anh đấy. Và em sẽ gộp luôn và test luôn ở đây. Còn về bóc tách giữa sản phẩm ra thì trên kênh của JK Audio cũng đã có rất nhiều video về các sản phẩm này rồi. Đã từng bóc tách ra và từng review chi tiết ở trên kênh của JK, các em vào theo dõi cụ thể. Ở video này thì riêng con vang thì em tính hóa đơn riêng để về anh đấy bóc tách ra cho em trai anh đấy là 2.500.000, khuyến mại 300.000 đồng, còn 2.200.000 đấy. Còn riêng đôi G4000 và D50S và bộ mic VK49 là 19.500.000 đồng. Ở trên thì đã bao gồm phí vận chuyển và cũng đã hỗ trợ các anh em đầy đủ phụ kiện dây jack đi rồi. Em sẽ tăng volume lên và cũng như là test thử một bản karaoke trước khi chúng ta đến với những cái bộ combo tiếp theo. Thì thường là những ngày đầu tuần như thế này thì chúng em rất nhiều những đơn hàng ùn lại từ chiều thứ bảy cũng như là trong ngày chủ nhật không đi bưu điện được. Thì đây sẽ ưu tiên là ngày hôm nay là sẽ lên đường luôn cặp 30, một bát 30 trung, trung trầm, trung cao, hệ thống chép và siêu chép. Ok, em sẽ tăng volume lên. Các anh em thưởng thức những cái bản nhạc như thế này.